Trung Quốc gia Việt Nam. Mình rất là mong các bạn nào vừa vào like một cái các bạn kêu để em gánh cho mình đỡ phải vất vả các bạn ạ. Được các bạn gánh là niềm hạnh phúc của mình. Ôi tim nó cứng đấy nhở. Superman, ui chết rồi, gặp clan rồi. Giữ rừng giúp mình nha các bạn. Giữ rừng giúp mình cái đi. Để lại cho mình một like, một đăng ký sau khi xem xong video clip trên kênh Gờ Cao Thủ Like của mình. Gánh nặng nha. quên mất mình không nói là gánh cái gì. Các bạn là gánh nặng thì chết rồi. Các bạn kêu là gánh nặng thì mình chết rồi. Nghe mấy bài tiếng Trung đen lắm à. Đó, đó. Mình nói có sai đâu. Mình nói có sai đâu. Wow. Uầy, nó biết chơi dã man luôn à. Ông thêm đam tôi vài phát nữa để tôi ăn nốt cái con này nào. Ông chặt, ông vào đây, ông đam cho tôi, ông dung ông đi đâu đấy. Ít nó bị phá rồi thì chớ. Ông ra đi. Biết ngay thằng Sup. Đáng ra team mình phải có một cái lực lượng bảo kê chắc chắn ở đây. Có mỗi một mình ông Zuka. Không làm nên trò trống. Đi ra thoát quá đi. Ôi nó farm đến đây rồi này. Nó farm đến đây rồi. Bây giờ mình mới lóc cóc farm đến đây. Giờ mình lóc cóc farm đến chỗ này. Đủ biết là ra sao. Từ từ các bạn ơi. Mình canh cho các bạn đây. Thả thính đi, đúng rồi, thả thính đi. Hợp lý liền, hợp lý liền. Đúng rồi. Na kìa. Hợp lý liền luôn. Dòng đi các bạn ơi, dòng đi nào. Cướp, cướp đúng rồi, và cướp đi. Mình sẽ phụ bạn cướp. Chết rồi, bây giờ không có tê tái rồi. Ông ơi, tôi không có tê tái đâu ông ơi. Rồi, hợp lý luôn. Canh bùa này thằng Nan nó cướp nè. Đánh kiểu chuyên nghiệp cái nào. Lag á, đâu có lag đâu, mình thấy bình thường rồi mà. Thằng Na nó vào nó cướp mình. Nó tìm mình đi. Thằng Na nó vào đây. Rồi nó bước sát vào đây nó sai. Sai quá rồi. Mình nhìn map á, mình biết ngay mà. Sai quá sai. Thằng lag không các bạn. 7-1 rồi. Chạy lại. Năm không easy. Chạy đây ông ơi. Trời đất ơi, thằng Na nó bị làm sao rồi ấy. Nó bị nhiễm Covid-19 rồi.
Lại đến bướm. Na với chả bướm. Na với chả bướm này. View tăng mạnh anh ơi, ok nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Ta phải lấy lại danh dự chứ. Nhưng mà mình toàn gáy được đầu game các bạn ạ. Cuối game là mình toang. Toàn kiểu gáy rất to đầu game. Na đánh đấm kiểu gì nhỉ? Buồn cười đấy. Để lại cho mình một like, một đăng ký sau khi xem xong video clip trên kênh Gờ Cầu Thủ Like của mình. Mi vẫn có bị mất không? Nốt con ở đây. Ăn rồng giúp mình nào. Mi vẫn mất bột xanh quá trời. Nốt. Đáng nhẽ anh phải chơi bọ để gia đình đoàn tụ á. Nhưng mà anh ép một anh pick xử nó rồi, xong vì sao chúng nó pick na các kiểu chứ. Có anh có cố tình đâu. Anh mà biết team nó như kia là anh phải cho gia đình hội tụ luôn. Ép đi, team xanh lắm rồi. Hay bây giờ chờ đợi team bạn 6 phút GG cái coi. Trời đất ơi, đi bộ đánh na. Na không bốn rồi đánh đâm cái gì trời. Ông này ông phệt mất con quái cho tôi. Mình không có nick để kéo bạch kim các bạn à. Mình mà có mình kéo lâu rồi. Mình có là mình kéo lâu rồi, nhưng mà mình không có. Đi ăn ở cái chỗ đấy. Không có ai hết. Bắt bóng em đi mấy anh ơi, đồ anh bắt được em. Chủ được giữa này. Em tặng chủ này luôn. 19-1 này đánh đấm gì trời. Thả Murat và cái kết.
kết nối lại đi. Thôi xong tôi rồi, không kết nối lại mất luôn một sao rồi. Thắng luôn rồi à? Win rồi, mình được sao? Cái gì vậy chơi? Thắng rồi sao ấy? À được cộng sao rồi, không nha. Kiểu như là muốn xem như là mình gọi là khủng hoảng. Ơ nhưng mà mình mất MVP này. Ui, dã man ạ. Ông kiếm cái SG nha. Hốt thế. Hốt dã man luôn. Hốt thật sự. May vừa kêu đừng gáy sớm mà. Mình có gáy đâu. May quá các bạn ạ. Nhưng mà đây là không biết các bạn đã gặp như mình chưa. Quả đấy bực mình thật, kiểu như là hốt dã man đánh hết thôi, gần thắng đến nơi sắp được một sao rồi. Tự nhiên nó bị bật ra ngoài. Điều các bạn. Xin chào tất cả mọi người, mình xin các bạn 2 phút để có thể thông báo về cái chương trình khuyến mãi tháng 3 trên shop gthu.com nha. Hiện tại thì trên shop của mình sẽ tổ chức một cái chương trình khuyến mãi mà các bạn tham gia mua sản phẩm trên shop thì có thể nhận được những cái phần quà chống dịch vô cùng đặc biệt. Cụ thể như sau. Hiện tại trên shop gthu.com của mình đang cập nhật những mẫu áo mới nhất và chỉ có shop gthu.com độc quyền bán những cái mẫu áo như thế này thôi. Ví dụ như là áo Thun Hayate Ngân Làng, hoặc là áo Thun Ari Mị Hồ, cũng như là áo Ngộ Không Đặc Vụ Băng Hầu. Khi các bạn mua những chiếc áo như thế này thì các bạn sẽ được free ship toàn quốc. Đặc biệt là các bạn mua những mẫu áo thể thao, ví dụ thể thao bộ quần áo thể thao Nike thì các bạn sẽ được giảm giá kịch sàn xuống còn 149k. Ví dụ như là trên người mình đang mặc đó là một cái bộ áo, đó là áo thể thao nhé mọi người. Hiện tại thì số lượng có hạn, thế nên các bạn hãy nhanh tay để có thể sở hữu cho bản thân những chiếc áo mà các bạn cảm thấy ưng ý nhất. Mà để bảo vệ các bạn khỏi dịch bệnh thì bên shop của mình cũng có những cái phần quà vô cùng hot dành cho mọi người. Ví dụ như là khẩu trang kháng khuẩn KT5 và nước rửa tay khô. Nếu các bạn mua một chiếc áo tặng ngay một chiếc khẩu trang KT5. Nếu các bạn mua combo 2 áo thì các bạn sẽ được tặng ngay một chiếc khẩu trang KT5 cộng nước rửa tay. Đây là phần quà mà bên shop của mình muốn dành cho mọi người. Các bạn nên nhớ là những sản phẩm kháng khuẩn này đã được kiểm định rồi. Và trên shop cờ cốt thủ của mình cũng có mở bán nước rửa tay khô. Nếu các bạn muốn thì các bạn có thể lên shop để có thể mua nha. Các bạn hãy cố gắng nhanh tay truy cập, mình sẽ để lại cái đường link phía dưới phần mô tả cũng bình luận video clip này. Chỉ cần truy cập đến shopgthu.com để có thể là sở hữu cho bản thân những cái phần quà, cũng như là những chiếc áo Thun đặc biệt nhân dịp vào cái sự kiện đó là khuyến mãi tháng 3 trên shopgthu.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hi cho mình xin vài giây. Đây là chiếc áo Ari Mị Hồ. Tiếp theo thì đây là chiếc áo Hayate Ngân Lang. Và cuối cùng là chiếc áo Ngộ Không Đặc Vụ Băng Hầu. Cũng như là đây là những chai nước rửa tay khô. Và đây là những chiếc khẩu trang KT5 nha mọi người. Đó, những chiếc khẩu trang KT5. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.